Vài năm qua, khi hàng loạt vụ xả nước thải không đảm bảo tiêu chuẩn quy định bị xử phạt, ý thức của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp cùng với việc xây mới và mở rộng sản xuất đã dành một khoản tiền đầu tư không nhỏ cho quy trình xử lý môi trường. Câu chuyện ở công ty Thạch Rau Câu Long Hải là một ví dụ. Hai hệ thống kênh thoát nước cùng song song tồn tại. Hệ thống thoát nước trên cánh đồng xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bằng mắt thường, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được sự vẩn đục cùng mùi hôi tanh của phân bón, các loại chất hóa học từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, một đường kênh thoát nước thải đã qua xử lý bằng công nghệ vi sinh, được xây dựng kiên cố và lộ thiên, nước trong xanh, nhìn thấy cả rêu xanh mọc. Về quan điểm của lãnh đạo công ty chúng tôi là gì? Là phải minh bạch, rõ ràng và để đảm bảo cho cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như của người dân xung quanh rằng chúng tôi hoạt động có đúng hay không. Thì khi đã có máng riêng, đương nhiên là anh không thể làm láo được vì nó thể hiện ngay trên cái đường máng ấy. Thế thì do vậy cái này của chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải thể hiện cái tính trong sạch của chúng tôi và coi tính trong sáng của cái vấn đề xử lý của chúng tôi. Để đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải của công ty Thạch Rau Câu Long Hải, doanh nghiệp đã phải chi trả vài tỷ đồng. Quy trình thực hiện khép kín từ công đoạn nước đưa vào bể, làm trung hòa độ pH lên 7, sau đó đưa sang bể yếm khí. Vi sinh yếm khí ăn toàn bộ chất hữu cơ phân hủy. Lúc đó nước được đưa sang bể lắng 2, phân loại nước riêng và bùn lắng đọng. Bể cuối cùng khử mùi và diệt khuẩn nước. Đây là sản phẩm cuối cùng cho quy trình xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh. Nước trong và không mùi, không khác nhiều so với nước sạch đang sử dụng. Hộ dân ở các xã xung quanh họ kêu rất nhiều, cho nên chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra, trong đó cũng kiểm tra theo câu này. Thì báo cáo ông chí này, qua cái lần kiểm tra tôi thấy là cái nước thải ra thì quan sát về mặt là không phải là đo đếm gì đâu, nhưng về mắt thường thì thấy là nước thải ra rất là trong, đảm bảo tốt. Thế và không những mà anh em ở phòng tài nguyên môi trường đâu, báo cáo chí này, dân ở xung quanh thì người ta cũng giám sát rất là chặt chẽ, người quan sát này. Nếu mà có hiện tượng này, tôi tin chắc rằng là Thạch Rau Câu là cũng sẽ có dân được giao ý kiến. Tiếp tục mở rộng và nâng cao công suất sản xuất, công ty Long Hải đã xây dựng đề án xin phép Sở Tài nguyên Môi trường và Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hải Dương mở rộng công suất xử lý nước thải từ một hệ thống hơn 200 mét khối ngày đêm thêm một hệ thống 300 mét khối ngày đêm. Đề án đã thẩm định ở giai đoạn cuối cùng. Doanh nghiệp được cấp chứng nhận đạt chuẩn về môi trường để đưa hệ thống thứ hai đi vào vận hành.